Hướng này, hướng này. Quay, đọc bộ mẹ. Lấy bia rồi chưa? Đi, bia có rồi, bia có rồi. Đủ gì nhỉ? Nem chua... Ok. Đủ hết rồi nhỉ? Nem chua. Đấy, giò anh lại mới làm. Gà. À, giò Lĩnh làm được. Ừ, cái gì đấy? Mới làm đấy. Chắc cái giò. Anh muốn làm giò mỡ. Giò mỡ mình không có đủ mọc nhĩ. Mọc nhĩ rồi, siêu thị đầy. Ở siêu thị mình làm thì có. Có. Có thì em tìm không thấy. Siêu thị mình có mà. Rồi, tuần sau mình làm giò tình trạng hay Tết cũng làm cho. Cái máy hút thuốc của em hỏng cái máy hút thuốc của em hỏng cái sạc pin rồi. Anh thơm máy sạc pin anh không đâu. Anh vứt đi rồi. Ừ. Bữa đó em cầm cả cái sạc pin cả cái ổ nó em vứt đi luôn. Gì vậy? Thấy này để xuống. Đó. Vì nghỉ thôi chắc có lẽ không ai bán. Còn sắp bán. Còn phát bia, còn phát bia. Mày dám đặt lớn cho mày. Bữa mất quá. Bữa ngá mất quá rồi thì nhìn đâu đi cho. Bữa nó vứt bộ trong thùng rác. Cuối cùng lại vứt đi. Bán tiền. Thông uống bằng lon hay uống bằng chén? Cái này phần cái này anh ghép phải cho vào sáo lên. Cái này phần đó. Đấy thì em định thế bây giờ cho sáo ăn sau thôi. Hả? Ăn sau thôi, cái ăn sau thôi. Thôi. Mùng 1 Tết năm mới, đầu xuân năm mới thì chúc anh em có một cái Tết là mạnh khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Alo. Anh Lý. Chúc anh em mình sức khỏe bác sắp nhé.